4 thói quen giúp bạn học mọi thứ nhanh hơn. Thứ nhất, luyện kỹ năng đọc nhanh. Hầu hết, các doanh nhân thành đạt đều có một điểm chung là đọc rất nhiều sách và biến nó thành thói quen cố định hàng ngày. Tốc độ đọc trung bình của con người là khoảng 200 đến 400 từ mỗi phút. Thế nhưng các chuyên gia đọc nhanh có thể lướt tới 1.000 đến 7.000 từ một phút. Không khó để tưởng tượng được ra những lợi ích lớn lao của khả năng đọc nhanh. Để có thể đọc nhanh và hiệu quả, bạn cũng phải rèn luyện nhiều, nhưng kết quả sau đó cũng cực kỳ đáng giá. Bạn có thể sử dụng một số ứng dụng hỗ trợ rèn luyện đọc nhanh cho phép bạn tha hồ tùy chọn tốc độ đọc muốn luyện tập. Thứ hai, ghi chép. Hoạt động ghi chép giúp não bộ phân tích và tổng hợp lại những thứ chúng ta đang học. Việc ghi chép cũng giúp não bộ hồi tưởng lại những thông tin đã tiếp nhận, yếu tố vô cùng quan trọng trong việc học bất cứ thứ gì. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ghi chép bằng bàn phím máy tính không giúp sinh viên nhớ được nhiều thông tin bằng việc viết tay. Viết tay thường chậm hơn gõ máy, nhưng nó khiến chúng ta phải đưa ra đánh giá một cách nhanh chóng về các thông tin vừa được nghe. Như vậy, để tăng tốc độ học, bạn hãy cố gắng viết tay những điều quan trọng ra giấy. Thứ ba, nghe nhạc kích thích trạng thái alpha trong não. Con người có 4 loại sóng não là alpha, beta, theta và delta. Trong số này, trạng thái alpha thường dao động trong khoảng 8 đến 13 Hz, chính là lúc sự tập trung và khả năng học tập của chúng ta đạt đến đỉnh điểm. Điều này là tuyệt vời nếu bạn có thể giúp não bộ đi vào trạng thái alpha bằng cách lắng nghe những bản nhạc có beat rơi vào khoảng 8 đến 13 Hz. Cố gắng tránh xa nhạc có lời bởi chúng có thể khiến bạn mất tập trung. Và cuối cùng, điều thứ tư, chuyển cách học sau mỗi 6 tiếng. Luyện tập có chủ đích là khi bạn tập trung hết sức và cải thiện một kỹ năng nào đó và sẵn sàng vượt khỏi vùng an toàn thông thường của mình. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra bằng cách thay đổi luyện tập ít nhiều, chẳng hạn như tăng thêm áp lực về thời gian, độ khó, bạn có thể tăng tốc độ học của mình rất nhiều. Lý do là bạn thay đổi cách luyện tập cũ có thể khiến não bộ của bạn củng cố lại những gì đã biết. Thời gian lý tưởng để bạn thay đổi phương pháp rèn luyện là sau mỗi 6 tiếng luyện tập một phương pháp nào đó.